Paraguay không biết đã chọc tức gì các ngôi sao Argentina mà không ai bảo ai, tất cả đều muốn lập siêu phẩm. Đương nhiên, người được kỳ vọng nhất là Lionel Messi. Tuy nhiên, người thành công lại là cái tên không ai ngờ tới. Dẫu sao, dù không thể ghi danh trên bảng điện tử, El Pulga vẫn để lại những khoảnh khắc làm rụng tim người hâm mộ. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi biết trước trận đấu, đến huấn luyện viên Scaloni cũng không chắc là M10 có thể góp mặt. Buổi tập hôm nay rất quan trọng với Messi, Lionel Scaloni nói ngày 11 tháng 10 tại buổi họp báo trước trận đấu ở Buenos Aires. Tôi sẽ nói chuyện với Messi để quyết định xem cậu ấy có ra sân hay không. Trước hết, tôi chắc chắn việc Messi đủ thể lực thi đấu. Scaloni gặp khó khi phải quyết định khả năng thi đấu của Messi bởi Argentina còn làm khách trên sân của Peru ngày 18 tháng 10. Messi có thể đá 80 phút trước Paraguay và không thi đấu với Peru hoặc có thể đá cả hai trận. Huấn luyện viên 45 tuổi bày tỏ, điều quan trọng là Messi cảm thấy thoải mái, nhưng chúng tôi vẫn bình tĩnh bởi Argentina có nhiều cầu thủ có thể thay thế tốt nếu Messi không thể thi đấu. Phương án được chốt cuối cùng là Messi ngồi dự bị trong trận gặp Paraguay. Đến tận phút thứ 53, siêu sao 36 tuổi mới được tung vào sân với mục đích chính là làm nóng cơ thể sau thời gian dài gặp vấn đề về thể lực. Scaloni chỉ muốn Messi vận động nhẹ, tham gia luân chuyển bóng đơn giản, cốt tìm lại cảm giác bóng cho cái chân trái. Nhưng một siêu sao hàng đầu thế giới thì đâu có chịu làm những thứ tầm thường như thế. Messi vào sân và khát khao ghi bàn được thể hiện rõ rệt. Đã không đá thì thôi, đã có mặt trên sân thì Messi phải là một sự khác biệt. Và không để mọi người thất vọng, Messi cho thấy đẳng cấp của anh giống như một cái kẹo mút dở. Khi không ăn thì gọi lại, và khi cần thì lại mở ra mút tiếp. Vị ngọt vẫn đậm đà như ngày nào. Và suýt chút nữa thì Messi lại góp thêm một kiệt tác vào gia tài siêu phẩm đồ sộ của mình. Từ quả phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, Messi vẽ ra một đường cong điên rồ đưa bóng bay thẳng vào xà ngang khung thành Paraguay. Thủ môn Carlos Miguel bất lực hoàn toàn với quỹ đạo của trái bóng và chỉ có thần may mắn phù hộ, lưới của anh mới không rung lên. Trong sự nghiệp của mình, Messi từng thử ghi bàn từ phạt góc nhiều lần, nhưng cho đến nay thì vẫn mãi chưa thành công. Trước pha bóng ở trận gặp Paraguay, Messi từng bỏ lỡ một cơ hội khác ở trận siêu kinh điển năm 2021. Tình huống diễn ra trong thời gian bù giờ của hiệp 1. Messi vẽ một đường cong đẹp mắt, đưa bóng vượt qua tầm tay của thủ môn Thibaut Courtois và sự truy cản của các hậu vệ Real Madrid. Nhưng khi mà tất cả chuẩn bị chứng kiến một bàn thắng, thì bóng lại tìm đến cột dọc. Tính cả trận, Messi có 7 cú sút và 2 lần đưa bóng trúng khung thành, nhưng đều bị Courtois cản phá. Rõ ràng từ nay cho tới lúc giải nghệ, Messi nên chui rèn kỹ năng đá phạt góc thêm nữa để cho bộ sưu tập bàn thắng của anh thêm trọn vẹn. Nói vui vậy thôi, chứ để ghi bàn từ vị trí siêu tưởng như vậy cần hội tụ rất nhiều yếu tố. Nhiều người nói vui rằng phải có tổ độ thì cầu thủ mới có thể thành công. Và riêng ở khoản này, Messi có lẽ cần mang sách bút ra để học hỏi Tuyết Dung của chúng ta rất nhiều. Nếu Messi là siêu nhân toàn cầu thì Tuyết Dung cũng là siêu nhân của nền bóng đá nữ Đông Nam Á. Không cần phải có mưa rào để nhìn thấy cầu vồng. Phút 65 trong trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Campuchia tại SEA Games 31, khi tỷ số đang là 2-0, đội chủ nhà được hưởng một quả đá phạt trực tiếp check bên cánh trái. Khoảng cách từ quả bóng tới khung thành phải hơn 35m và rất nhiều người đoán Nguyễn Thị Tuyết Dung sẽ có một pha tạt bóng vào trong vòng cấm cho đồng đội đánh đầu. Nhưng như bao nhiêu lần khác khiến cho khán giả trầm trồ, cô gái vàng của bóng đá Việt Nam quyết định tăng lực, cứa quả bóng vào thẳng góc cao khung thành của Campuchia. Bóng đi từ cao bất ngờ xuống thấp, cộng thêm quỹ đạo hình quả chuối khó chịu khiến thủ môn của đội bạn dù đã chạm tay vào bóng nhưng cũng không thể ngăn cản một bàn thua. Như đã biết trước, Tuyết Dung ăn mừng nhẹ nhàng. Cả đời nữ tuyển thủ quê Hà Nam đã lập quá nhiều siêu phẩm như thế này. Tuyết Dung thực sự là một trường hợp dị biệt của bóng đá Việt Nam. Cô không phải là chuyên gia sút phạt đầu tiên của đội tuyển nữ, nhưng lại là người có duyên nhiều nhất với những bàn thắng ở góc độ không tưởng. Người hâm mộ bóng đá nước nhà hẳn đã quá quen với những lần hồi hộp nhìn Tuyết Dung đứng ở cột góc, bởi với cái chân phải lẫn cái chân trái thần sầu, đó chính là một cơ hội ghi bàn của cầu thủ sinh năm 1993. Mọi logic đều bất lực trước tài năng của Tuyết Dung, người từng 3 lần sút phạt góc thành bàn. Thậm chí Tuyết Dung đang nắm giữ kỷ lục thế giới khi là người ghi 2 bàn thắng phạt góc bằng 2 chân trong một trận đấu. Xin nhắc lại là 2 chân. Năm 2015, ở chiến thắng 7-0 trước Malaysia ở vòng bảng giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á, Tuyết Dung lập hat-trick và 2 trong số đó đến từ phạt góc ở hai hướng đối diện nhau. Hai siêu phẩm của Tuyết Dung từng lọt vào top 10 bàn thắng đẹp nhất lịch sử bóng đá nữ thế giới do kênh YouTube Creative bầu chọn. Ngoài ra, báo chí thế giới cũng phải dùng rất nhiều lời khen để tán dương. Trang 101 Great Goals từng viết, Tuyết Dung ghi 2 bàn thắng trực tiếp từ đá phạt góc chỉ trong một trận đấu. Thành tích có 1-0-2, thậm chí là chưa có nam cầu thủ nào thực hiện được. Hai bàn thắng thật ngoạn mục này được thực hiện bằng cả hai chân,
cho thấy tài nghệ của nữ cầu thủ này. Bàn đầu ghi từ chân trái, còn bàn thứ hai từ chân phải. Quay lại với trận gặp Paraguay, sự đen đủi của Messi không dừng lại sau cú sút phạt góc. Phút bù giờ thứ 3, nhiều cổ động viên tại sân Monumental đã chuẩn bị điện thoại để quay phim khi Messi đứng trước chấm đá phạt cách khung thành khoảng 23m. Tuy nhiên, cú đá của anh dội mép ngoài cột dọc dù đã khiến Miguel chôn chân. Đáng nói là Messi đã đánh lừa thành công Miguel rằng anh sẽ sút vào góc gần quen thuộc. Thế nhưng đừng bao giờ cố bắt bài Messi, anh luôn đi trước chúng ta vài bước. Ngay khi Miguel di chuyển, Messi sút bóng vào hướng ngược lại khiến Miguel sững người. Chỉ tiếc là quả bóng thích đập vào cột dọc hơn là đi vào lưới. Vậy ai là người lập siêu phẩm cho Argentina trong trận này? Bất ngờ chưa, là trung vệ Nicolas Otamendi. Đón đường truyền của Rodrigo De Paul, cựu thành viên Man City vô lê một chạm vào góc gần ghi bàn duy nhất của trận đấu. Một người ít khi ghi bàn bằng chân như là Otamendi lại là một tuyệt phẩm vô lê, coi như anh đã lấy hết may mắn của Messi và những đồng đội khác trong ngày hôm nay. Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, Argentina tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể nới rộng cách biệt tỷ số. Điều có thể khiến huấn luyện viên Lionel Scaloni hài lòng là hai tiền đạo Lautaro Martinez và Julian Alvarez thi đấu khá ăn ý, dù họ chưa đủ lạnh lùng ở những tình huống kết thúc. Argentina đến gần bàn thứ hai ở cuối hiệp 1 sau khi Alvarez đi bóng khuấy đảo hàng phòng ngự Paraguay. De Paul cứa lòng từ ngoài vòng cấm nhưng đưa bóng trúng cột dọc. Sau đó đến lượt Nicolas Gonzalez có bóng chống trải nhưng sút chệch cột dọc trong gang tấc. Sự vượt trội của Argentina được thể hiện qua 69% thời lượng kiểm soát bóng và 14 pha dứt điểm so với 2 của đối thủ. Tuy không thể ghi nhiều bàn, chiến thắng 1-0 đủ để tạo tiền đề cho đương kim vô địch World Cup trước chuyến làm khách trên sân của Peru. Màn nhường băng đội trưởng của Otamendi và Messi cũng để lại thiện cảm cho người hâm mộ. Đầu hiệp 2, Messi vào sân. Khi đó thì Otamendi đang là người đeo băng đội trưởng của Argentina. Nhưng khi nhìn thấy Messi vào sân, anh ngay lập tức chạy đến để trao lại băng đội trưởng. Messi đã ra dấu hiệu rằng Otamendi không cần phải làm như thế và cứ tiếp tục giữ băng đội trưởng. Nhưng trung vệ 35 tuổi kiên quyết nhường lại tấm băng này cho người đàn anh hơn mình đúng 1 tuổi. Sau một hồi đưa đi đẩy lại, cuối cùng thì Messi vẫn phải nhận lấy tấm băng đội trưởng. Anh tươi cười với người đồng đội trước khi lao vào sân với niềm đam mê cháy bỏng và sự hạnh phúc dâng trào. Với sự ủng hộ tuyệt đối từ các đồng đội và người hâm mộ, Messi chắc chắn sẽ không mất quá nhiều thời gian để có thể lấy lại phong độ cao nhất. Và biết đâu, ở trận gặp Peru tới, anh sẽ hoàn thành thử thách đá phạt góc ghi bàn thì sao?